Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta hôm nay ngày thứ nhất của Tam Nhật mừng kính lễ Thánh Gerardo. Chúng ta cùng mừng lễ Thánh Gerardo, đặc biệt là giáo khu 10. Một tràng pháo tay. Trước khi chia sẻ lời Chúa hôm nay, con xin đặt một câu hỏi để cộng đoàn hồi tâm suy niệm một chút. Mục đích tối hậu của cuộc đời người Kitô hữu là gì? Mục đích tối hậu của cuộc đời người Kitô hữu, của cuộc đời người tin và đi theo Chúa là gì? Thưa, mục đích tối hậu của người Kitô hữu đó là được nên thánh, được phần rỗi linh hồn, được sự sống đời đời làm giang nghiệp. Chúa Giêsu đã từng nói với chúng ta trong tin mừng rằng được lời lãi cả thế gian này mà phải thiệt mất linh hồn thì nào được ích gì. Vâng, thưa cộng đoàn, được phần rỗi linh hồn, được hưởng ân cứu độ, được phúc nước trời, được trở nên thánh thiện, được dự phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, sự sống đời đời, sự sống bất diệt. Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta, mục đích mà cả cuộc đời người Kitô hữu hướng tới và tìm kiếm. Khi suy gẫm như thế, con mới thấy quyết định của Thánh Gerardo khi Ngài viết mảnh giấy để lại cho mẹ của Ngài: mẹ ở nhà, con đi làm thánh. Rồi Ngài trốn khỏi căn nhà đấy, chạy theo các cha thừa sai dòng Chúa Cứu Thế để bắt đầu cuộc hành trình đi theo Chúa Giêsu từ khi đó. Và điều ấy cho chúng ta thấy Ngài đã có lý. Ngài từ bỏ mọi sự thế gian, sống cuộc đời dấn thân phục vụ, chấp nhận chịu cực, chịu khổ, và còn ao ước chịu nhiều khổ cực hơn nữa để mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của mình. Đó là chọn lựa của Ngài, một chọn lựa chính đáng. Và đó là chọn lựa căn bản của Thánh Gerardo. Khi đọc lại tiểu sử cuộc đời của Thánh Gerardo, trước đây con cứ phân vân và tự hỏi, sao Ngài phải chịu cực khổ như thế để làm gì? Có điên khùng lắm không khi cứ mong muốn chuốc những nỗi đau khổ vào thân, trong khi con người tự nhiên của chúng ta thì trốn khổ tìm sướng, đấy là một xu thế tự nhiên của con người. Thánh Gerardo sinh năm 1726 ở Muro, một thị trấn nhỏ miền nam nước Ý. Ngài diễm phúc có bà mẹ là Benedetta đạo đức. Bà dạy con về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, và quả thật con bà đã hạnh phúc vì thấy mình gần gũi Thiên Chúa. Cha mất năm 12 tuổi, Gerardo đã trở thành lao động chính trong nhà. Ngài học việc với một hiệu may trong thị trấn và chẳng tránh được chuyện đàn anh đánh đập. Rồi sau 4 năm thành nghề, Ngài đi giúp việc cho một vị giám mục giáo phận Lacedonia. Bạn hữu căn ngăn Ngài vì đức cha này rất là khó tính, hay quát mắng. Không ai ở với Ngài được hơn 2 tuần. Vậy mà Gerardo đã ở với đức cha Lacedonia cho đến khi Ngài qua đời là 3 năm. Gerardo làm bất cứ việc gì chỉ cần tin rằng đó là ý Chúa. Đấy là bí quyết của Thánh Gerardo, thưa cộng đoàn. Ngài đã làm bất cứ điều gì chỉ cần tin rằng đó là thánh ý Chúa. Bị giám mục hay thợ cả đánh đập la mắng, dù đúng hay sai thế nào Ngài vẫn chấp nhận. Ngài thấy chịu đau khổ như thế là được bắt chước Đức Kitô. Năm 1749, 19 tuổi, Ngài trở về Muro mở hiệu may của mình. Ngài để riêng số tiền cần thiết cho mẹ và các em, còn lại thì cho người nghèo hoặc xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Mùa chay năm 1747, Ngài dốc quyết trở nên giống Chúa Kitô hết sức có thể.
Ngài đã thực hành khổ chế nhiệm nhạt và tìm sự khiêm hạ thật sự. Ngài còn giả vờ điên và lấy làm vui khi bị thiên hạ cười nhạo trên đường phố. Với các tu sĩ dòng Chú Cứu Thế, vào năm 1749, các tu sĩ dòng Chú Cứu Thế đến Muro để làm tuần đại phúc. Gerardo đã theo sát công việc của các cha các thầy và xác quyết đây là cuộc sống của Ngài. Ngài muốn theo đoàn, nhưng cha bề trên là Caffaro không nhận vì lý do sức khỏe. Gerardo đã nài nỉ đến nỗi khi sắp rời thị trấn, cha Caffaro phải đề nghị với gia đình khóa cửa, nhốt Ngài vào trong để Ngài khỏi trốn. Nhưng mà chờ thời cơ mẹ vắng nhà, Gerardo đã viết mẩu giấy để lại trên bàn: mẹ ở nhà, con đi làm thánh. Rồi Ngài buộc khăn trải giường lại, thòng xuống, trèo qua cửa sổ, đi theo các cha thừa sai dòng Chú Cứu Thế. Và phải đi vội vàng 12 dặm, Ngài mới bắt kịp họ. Gerardo nói: cho con đi với, cho con đi thử đi, nếu con không tốt thì hãy trả con về. Rồi Ngài còn sẵn sàng chịu nhiều oan sai mà không một lời biện minh hay giải thích. Chuyện kể rằng có một công việc mà Gerardo nhiệt tình làm là khuyến khích và giúp đỡ các cô gái muốn đi tu. Nigeria Kakiano là một trong những cô gái được Ngài giúp. Nhưng rồi cô đã chán tu, ở tu viện được 3 tuần thì cô trốn về. Để giải thích cho hành động của mình, Nigeria bắt đầu rêu rao những chuyện sai sự thật về đời sống các nữ tu. Khi những người tốt ở Muro không tin những chuyện ấy, như thế lại xảy ra trong một tu viện mà Gerardo đã giới thiệu, cô đã quyết định cứu lấy tiếng tốt của mình bằng cách là mất thanh danh của Gerardo vì ân nhân của cô. Cô gửi một lá thư cho Thánh Alfonso bề trên của Gerardo và tố cáo rằng thời gian vừa qua thầy Gerardo đã lỗi đức khiết tịnh xâm hại cô. Thầy Gerardo đã bị Thánh Alfonso gọi lên để trả lời. Thay vì chống đỡ, thầy im lặng theo gương thầy Chí Thánh. Trước sự im lặng này, Thánh Alfonso không quyết định được gì ngoài việc bắt thầy chịu một hình phạt sám hối nghiêm khắc, đó là không được rước lễ, không được liên hệ với những người bên ngoài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua đôi nét tiểu sử ấy, chúng ta thấy Thánh Gerardo đã chỉ có một ao ước, một khát khao duy nhất là được trở nên thánh thiện, trở nên giống Chúa Giêsu, thầy Chí Thánh của mình. Năm 1754, khi cha Linh Hướng yêu cầu thầy Gerardo viết điều mà thầy mong ước hơn hết, thầy đã viết: yêu Chúa nhiều hơn, luôn hiệp nhất với Chúa, làm mọi sự vì Chúa, yêu mọi sự vì Chúa, chịu nhiều đau khổ vì Chúa, công việc duy nhất của con là làm theo thánh ý Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gerardo, chúng ta cũng được mời gọi nên thánh, sống ơn gọi nên thánh của mình. Đặc biệt trong năm nay, thưa quý ông bà, anh chị em, Tổng giáo phận Hà Nội mời chúng ta sống chủ đề nên thánh. Chúng ta hãy suy gẫm về mục đích tối hậu của cuộc đời, điều gì là quan trọng nhất trong hành trình người Kitô hữu chúng ta. Thưa, đó là sự nên thánh, là ơn cứu độ, là sự sống đời đời. Ta hãy noi theo gương Thánh Gerardo, bước theo và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Ngày xưa khi mới đi tu, con bước cửa vào nhà dòng, con nhìn thấy đi lên cầu thang có hàng chữ: anh vào đây để làm gì? Lúc đầu con không hiểu, cứ nghĩ là vào đây để đi tu chứ làm gì. Nhưng rồi gặp cha giám đốc, hỏi Ngài về câu nói, câu hỏi ấy. Ngài bảo: con vào đây, con phải có mục đích. Con vào đây để làm gì? Con vào đây để đi tu, nhưng mà đi tu để làm gì nữa? Và Ngài nói rằng: con vào đây không phải để tìm kiếm danh vọng, chức quyền
hay là của cải trần gian. Con vào đây cũng không phải là tìm kiếm chức linh mục, nhưng mà con vào đây để nên thánh. Và sau đó con đã hiểu ra được điều ấy. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta nên thánh, thưa cộng đoàn. Trong Cựu Ước, người đã phán: các ngươi phải trở nên thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, của các ngươi là đấng thánh. Đức Chúa Giêsu khi rao giảng về tin mừng nước Thiên Chúa cũng kêu gọi: anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em trên trời là đấng hoàn thiện, đấng mà đã cho mặt trời mọc lên trên kẻ lành cũng như người dữ, cho mưa xuống trên kẻ công chính cũng như kẻ bất chính. Như vậy, việc nên thánh của chúng ta là theo ý Thiên Chúa là một đòi hỏi cấp bách, khẩn thiết. Đó cũng là bổn phận và nhiệm vụ quan trọng mà mỗi tín hữu phải triệt để quan tâm thi hành. Thực vậy, mọi người đều có khả năng và cơ hội để nên thánh. Đối với Chúa, ta hãy hoàn toàn bước đi trong sự tín thác và tuân theo thánh ý Chúa như Thánh Gerardo. Trên khung cửa của Ngài, người ta viết rằng: nơi đây có một người luôn vâng theo thánh ý Chúa, nơi mà Chúa muốn, lúc mà Chúa muốn và những việc mà Chúa muốn. Thánh Gerardo đã thi hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài, và Ngài gắn bó với Chúa trong mọi sự để được nên thánh. Đối với thánh nhân, ta hãy có lòng yêu mến không ngơi. Như trong bài ca Đức Mến, Thánh Phaolô đã nói với chúng ta: Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính. Nhưng vui khi thấy điều chân thật, Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Vì Đức Mến ấy mà chúng ta yêu mến anh chị em, chúng ta phục vụ thánh nhân, chúng ta sống cho người khác. Tất cả các Kitô hữu chúng ta nhờ đức tin và phép rửa được tham dự vào chính sự sống của Đức Kitô. Chúng ta là thánh trong Đức Kitô, do đó đời sống chúng ta dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh phải là ngọn đèn sáng lan tỏa sự nồng ấm của lòng mến Kitô giáo. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay ngày thứ nhất trong Tam Nhật Kinh Thánh Gerardo, chúng ta cùng với nhau để tìm hiểu về chủ đề nên thánh. Qua đó chúng ta noi gương Thánh Gerardo để chúng ta bước đi theo Chúa. Có những thánh giá, có những khó khăn vất vả trong cuộc đời của mình, hãy tháp nhập tất cả những điều ấy cùng với Chúa Giêsu để ngày mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình động dạng với Chúa. Và đó là mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu của đời sống người Kitô hữu chúng ta hướng tới.